này con chụp ở nhà của con thì sư phụ cho con biết cái này là cái gì ạ? À? Để con thử. Nói chung á là một vị nào ở trên trời, nhà con á là cũng không phải nhà bình thường, thì mấy vị đến thăm thôi, đâu có rõ là gì. Dạ, nào. Đây là sư phụ. Đúng rồi đó, nhưng mà đâu phải thử. Đó cũng là một cái chuyện tốt. Những nhà thường đâu có mấy vị đến chiếu cố đúng không? Cho nên có mấy cái hiện tượng này á là phước của mấy con thôi. Dạ, cái là mình gần trời, gần Phật, gần Thánh Thần, gần Tiên, gần sư phụ. Dạ. Thì là mấy con được cứu ra khỏi cái cõi tai họa này được hơn nữa rồi đó. Dạ. Hiểu chưa? Tức là hiểu được mấy cái này là đã hơn người dưới kia. Cái này thuộc về xuất thế gian rồi. Dạ. Từ ngày con biết sư phụ xong rồi con cắt giấu yên tâm, con dán cắt cửa nhà con và mẹ, nhà mẹ con nhiều khó mỗi ngày. Hả? Bởi vì cái dấu yên tâm á, mà khi mà quỷ thần mở đi để mà bắt những cái sàng lọc á, Mỹ 17 gồm 3 ai đây dấu thần nó phát quang rồi, nó gì nói thì biết mà, tôi nói gì kêu là sư phụ phải nói cho mọi người phải đeo. Còn ai mà không đeo á là người đó thì là khác, có thể bị mà. Vì những người mà không có hiểu về xuất thế gian, họ vẫn là tìm chén cơm manh áo ở đời, họ không có cái trình độ để hiểu mấy cái hào quang với mấy cái hiện tượng đó. Thì là cái họ chưa có đủ phước. Mà đến một ngày mà họ lớn tuổi mà họ hiểu rồi thì họ lại không còn sức nữa. Hiểu không? Cho nên biết xuất thế gian sớm chừng nào, chúng ta có một đống cơ hội chừng đó. Không biết muộn nó cũng có cơ hội ấy, mà hên xui á. Nhà nước Việt á, biết không biết gì bây giờ thấy cái hệ chế sách tàn lụi, kinh sấm nói chúng sư phụ hết, chuyển lên Thánh Dương, tất cả kinh điển của toàn thế giới của đạo này là đạo Muslim cũng nói chúng về sư phụ, rồi đạo Hồi giáo, Tin Lành, rồi Đức Thầy đều nói về sư phụ hết. Thì hôm nay họ mới chạy theo đông vậy, tại nó là sự thật. Mỗi ngày á, sư phụ họp với bề trên, rồi chị sư phụ Thánh Mẫu Liễu Hạnh, cha mẹ với mấy vị sư phụ này, luôn cả Đức Thầy nữa, là gần cả nửa năm nay luôn luôn sư phụ kêu sư phụ là phải tập cái phong thái, cái ăn nói giống như một vị lãnh đạo là vua, không có được đùa cợt, không được dễ dãi mấy đệ tử nhí gái rồi đại khái mấy dạy nhiều lắm. Mà hồi sáng ngày hôm qua là chị về, chị ấn lệnh mạnh luôn á, chị nói nè, ở đây có nhiều đệ tử không nghe, chị chỉ đọc cái khúc này thôi, còn nước Việt Nam thì sẽ nhiều biến động, thế giới cũng có nhiều biến động, nhưng mà riêng nước mình, riêng nước của chúng ta được ơn trên phù hộ, đây là nguyên văn nguyên lời, không dư không thiếu nữa chữ của ở trên nha. Đất nước của chúng ta được ơn trên phù hộ nên đã có được một minh quân mà ơn trên và hội đồng chư Phật đã chọn lựa hàng nghìn năm để cai trị và xây dựng lại một cơ đồ mới đầy nhân ái. Vậy thái tử hãy xem lại mình, có thể là một vị vua tài giỏi, đầy lòng nhân ái hay chưa? Vậy hãy suy nghĩ kỹ cái gì còn chưa tốt thì cố gắng học hỏi để bổ túc thêm
để khỏi mắc tội với nhân dân và phụ lòng cha mẹ ơn trên gia phó. Cái này mới ngày qua. Và đồng thời dưới này còn nhiều lắm. Chị nói là hiện giờ trên núi Long Sơn tà xâm nhập cũng nhiều. Rồi kêu sư phụ không có lên trên mạng nói ngày thứ bảy nữa đó. Sư phụ xin được cái ngày đó. Cái gì ra lệnh là sư phụ chỉ ở nhà cấm, cấm cố trong nhà không ra được. Hãy sát phạm bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Vì lúc giờ chót á, họ sẽ tìm cho nên núi bữa giờ nhiều người lạ tới. Rồi sao ta, ví dụ bữa ngày buổi chiều đó nhé, mình đi hai kinh qua đường á, có gì la liền hết. Trên núi nó không có làm gì được, tại nó cũng chạy cũng không có khỏi núi đúng không? Tại thôi đã dặn trước coi thù mà bị chuyện gì trên đỉnh núi thì lấy xe block lại một cái đường thôi là nó dính cái ngắt rồi. Còn mà sư phụ mà đi vòng vòng á thì nó có thể chạy theo nó canh ở dưới đúng không? Và khá mấy gì nhận kỹ lắm. Tuy là có những vị hộ pháp mấy ông rồng rất là đông, nhưng mà về phần đời của mình cũng phải cẩn thận. Nhưng mấy lời mấy gì nhận dạy vậy. Và đồng thời sư phụ đang tuyển chọn khoảng 50 người gái nhỏ nhỏ nè, tiếng Mỹ, tiếng Việt siêu quần, để giúp sư phụ làm mấy cái việc này nọ, như là bôi cũng vậy nữa. Nhưng mà hội thiên chúng ta ở Mỹ có 5-7 nghìn người, Việt Nam mấy chục triệu, mà tìm một đứa mà để mà dạy lên để mà giúp bên cạnh sư phụ đâu phải dễ đâu. Đứa nào mà vừa lên được rồi gần sư phụ cái là hiếp mấy đứa nhí của vậy vậy kia 4-5 năm. À, kiểu là vậy, tại cái tánh của phàm nhân nó cũng còn ngủ ẩn lục căn không, ham sân si đầy mình, ôi vậy đó, và khó đào tạo lắm. Cho nên giờ hôm nay có clip này tuyên bố thiên phương thảo sau này bên cạnh thì hội chắc ăn ngồi qua đây thiên phương thảo này, thiên phương thảo là sau này là đệ tử đặc biệt. Tại vì rất là chỉnh chạc, tiếng Mỹ, tiếng Việt như gió. Con qua Mỹ thế nào? Dạ, 82, khoảng 40 năm. À, 40 năm rồi. Dạ, cũng là con là kỹ sư không? Dạ. Đang là kỹ sư luôn á. À, kỹ sư dữ. Đại tử Hồ Thiên chúng ta không phải là người thường, đứa nào cũng là đại học Mỹ 4 năm không á. Hồi xưa mấy đứa kia cũng vậy. Mà Thảo là có bằng đại học 4 năm, mà nó học tùm lum nữa. Cái nước đa sốc vòng vòng này mà không phải được, đây là nhà pharmacist nữa nè, không nhà sĩ nữa nè, con cũng sẽ về sư phụ nữa. Đó là tiếng Mỹ tiếng Việt như gió. À, tại vì con biết thuốc nào là thuốc không có bị nhiễm độc của Trung Cộng. Này bác sĩ ngồi đây, sẽ theo sư phụ. Mấy người đấy, cho nên nhân tài của mình nhiều lắm, không phải là không có đâu. Con là pharmacy tech. Con là người khác hả? Những thua chào. Dưới quyền của cô này. Nó có bằng này là bằng khó lắm á. 6 năm mới được á, đâu phải dễ. Con của con để vậy hỏi là coi con có chắc mà con không. Nghĩa là hỏi cho chúng ta là một đội quân mà cha đã dễ ra hải ngoại toàn là chắc sám nữa thiệt không à. Sư phụ, thằng trai con giờ đang thi vô trường cảnh sát. Nhưng mà nó phải giống như mấy đứa này, biết cha biết mẹ, rồi nó phải quay tâm. Yeah. Nó phải nguyện thời. Bây giờ nó có tại theo sư phụ rồi móc năng hối lộ cũng giống như mấy vị cộng. Không, nó không anh hối lộ. Nó phải là lên đây nó biết cầm đi nha. Nói nhiều cũng biết đọc kinh giống như mấy đứa này là thuần kinh rồi. Lại thêm có tài nữa. Là cái đó là sư phụ có chân dụng. Bây giờ giàu cho nó cỡ như Lương Trường Diệp mà không biết đọc kinh chưa chắc sư phụ dùng á. Hai chuyện khác nhau mà cộng. Để nắm quyền lên. Đại tướng Lương Xuân Việt có này là buồn chán không, đại khái là cái đó là mà những người khác, nhưng mà mình cũng tại vì họ có hiểu về tâm linh á, tại vì khi một quốc gia mới họ long qua là người đức thầy nói sao có tài và có đức nữa, mà đa số là thời nay tài nhiều đức không có, cái đức nó quan trọng hơn cái tài đó.
Ở Việt Nam con là cô giáo dạy cấp 2 đó. Là bây giờ có tài á, giỏi cái nào mà không có đức. Thu rất là phải suy nghĩ nghe. Thu nó lo nó nắm quyền nó sát sanh rồi chỗ nó làm tan hoang luôn. Thu không có vô minh nhưng mà kiểu Nguyễn Phú Trọng đi đốt lò cho đã rồi cuối cùng cái lò con mới là thứ dữ. Bộ chính trị là hổ lộ hết đúng không? Mà đi đốt người ta nghe là thấy tức cười không? Bây giờ cái màn kịch tự nhiên cái bức màn rớt xuống cái phịch vậy đó tọt lót, mấy đứa có hiểu về chính trị không? Chắc mấy đại tử đó biết phải không? Tự nhiên Võ Văn Thưởng rồi Bác Phúc rồi ai đó ta người Nguyễn Bình nãy giờ Bình Minh rồi ông Kiếp Cận Võ Văn Đam rất lịch vui tụi mà tối ngày đi đốt lò ta không, trong khi cái lò của mình đang cháy chồng không lò hết phơi buồn cười không à, một cái xã hội như vậy cho nên mới sau này mới có Minh Quân được chứ. Mình nói thì mà không ghét nhưng mà nói sự thật thôi mà. Cho anh nói giờ cả 100 triệu người mà không phải người trời đâu phải dễ mà là gây dựng là một quốc gia đổ nát mà vô văn hóa vô đạo đức nước Việt mà trở thành một cường quốc dễ. Chỉ có người trời xuống để mà làm cho tâm của mọi người và đồng thời có Thiên Long Bát Bộ những cái vị thần của thế gian hồn đi sông núi mới phục tùng mới gia hộ. Bữa nay đệ tử của Sư Phụ của Điện Nam nó đông lắm, đi qua thành An Cư Quán, đi những cái thời xa xưa mà thời ốc eo á, thời lúc đó Sư Phụ còn làm đại đế, những cái xác của Sư Phụ còn nằm trong đó, Sư Phụ còn chôn trong những cái lăng đó, bữa nay họ tìm được. Thì những cái chỗ nào ngày xưa thuộc giữ thuộc sẽ lấy lại hết. Đó là mạng này. Nên đó là tại sao nước Việt sau này mở mang bờ cõi. Tại vì nếu mà những vị thần ở thổ địa, thổ thần, sơn thần ở đó không đồng ý dầu cho 1000 cái bom nguyên tử hay là missile, máy bay gì đánh cũng không có chip được. Ở trên mà đồng ý rồi thì ở dưới lấy dễ. Giống như Hoàng Sa Trường Sa là thuộc về của bà chị dâu sư phụ cai quản. Cái bà ngồi trên núi kế thánh mẫu Tiểu Hạnh là trong Ngũ Long Công Chúa, là chị thứ hai lớn nhất của bà sư mẫu mình. Thì bà cai cái quản biển, bà cai cái vùng biển của Việt Nam. Thì Hoàng Sa Trường Sa thuộc về của chị đó cai quản, cho nên ai mà lên đó thắng chị thì chị nói ở trên thì support và gia hộ, nhưng mà dưới trần mình phải làm cái gì đó. Tôi làm gì nó bụng hết sức mà đi liên tục mấy tháng cho nên không có hơi nói, cho mấy ông có ý nói đâu, ý nhiều lắm mà không có hơi, nên nó có gì nha cho đỡ đói. Mở tủ đó là có cái bánh gì không đó, cái bánh là nó có hơi nói tí. Thôi dễ dụ lắm, chỉ do cái bánh có sức đó là nói hai tí là mấy triệu người nghe theo nhà cái bánh. Bánh gì nhiều vậy con mỏi bẩn này, bánh này bánh gì này, bánh này được rồi, mời nhầm nhầm này, gói nước trà mời đi, cái bình đó bỏ nước vô kìa, rồi lấy nước trà mời đi, cái con để làm chi, trời nhỏ, nhiều không lo. Đi làm về đói bụng, ăn cái bánh khúc đi, để có sức để nói tiếp cho đệ tử tự nhiên gom về đây bữa nay ngày thứ hai mà đâu phải ngày nói chuyện. Mời mấy bác trong kia là lớn tuổi rồi không? Để hả ly bự bự á.
gì Trăng? Trăng. Xưa Đức Thầy làm cái bài này cũng hay, cho nên thì tôi phải đọc hoài. Ta có tình yêu rất đượm nằm. Ông Minh. Ta có tình yêu rất đượm nằm. Yêu đời, yêu lẫn cả non sông. Tình yêu trang chứa trên hoàng vũ. Không thể yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy xoay chiều hướng về phụng sự cho nhân loại, sẽ gặp tình ta trong hối yêu. Cậu Đức Thầy xưa mà cũng hay á, nghe giờ truyền lại cho đệ tử y chang câu này. Cậu ơi, thằng đệ tử này bị dí còn hơn Đức Thầy nữa. Thời Văn Minh nữa không? Dí dí chứ đâu có vợ đâu. Rồi tha dầu nhất. Giết trùng hết trình. Mâu về Thiền Nam còn giữ nữa. Chứ hôm nói với bà Công Chúa Long Cung con bà Nhân Mẫu á. Thôi ơi, không, bà phải tin tưởng vài bà đứa ở đây. Tại vì mấy đứa trẻ theo á thì nó mới làm việc được. Mà bà không tin mấy đứa đây đi về Việt Nam mà tụi nó còn sực còn dữ hơn nữa, tại đây nó có lời nguyện, nó có nền nét à, cho bà chọn lựa bà móc chùa về Việt Nam, bà cũng ở Mỹ mà. Chào bà, nên anh giờ vậy là sư phụ cũng phải đi gì về hết rồi. Đi về vậy tụi con cũng gặp sư phụ mà. Chứ giờ thường biết, nhưng mà gần đây mấy tháng trước á, tại sư phụ rồi đổ tiền ở đây 10 mấy triệu để mà xây lớn hơn á, với bình Houston á, nhìn thấy mấy cái này chỉ là cái móng rồi, sau này cái thủ đô của cái chỗ là chỗ thủ đô của sư phụ á là ở Sài Gòn, nhà nước cắm ở nước Việt, sư phụ không có giờ ở bên Mỹ nhiều. Từ từ những cái người mà người ta hiểu á, tự động người ta về đây, người ta làm lên cái núi này hàng tràng, làm ở thiên Long Giang lộng lẫy lên, là những cái người mà sau này thật tâm á. Khi hồ nổi tiếng là tất cả mọi thứ nổi tiếng, cả mấy con cũng nổi tiếng theo luôn. Giờ chưa nổi tiếng còn bị đá gì cho bằng đệ tử mình, đá cho bằng nó lừa quá, không nó đưa qua đưa về cho nó cúp. Cũng vui. Không cần người ngoài. Bởi vì xưa thì có thường nói mấy đứa ở đây lâu không biết. Trời ơi, tôi mà làm gì sai, tôi không đủ đệ tử, tôi nó bầm tôi nữa, đừng chi mà cộng sản hay là AK-47 hay là người ngoài. Mấy đứa này nó khó còn hơn là để từ chút. Không, không, không. Từ đây cho tới Thiên Long Giang toàn là thứ dữ luôn mà. Hãy mà rụt rịch cái gì á, nghiêng cái ngửa cái hỉ mũi nó cũng biết chỗ cái gì không có gì. Cho nên mấy tổng cục 2, tổng cục 5 cộng sản hay là những cái kẻ thù ngoài á, không có cần phải lo. Tôi làm chặt cái đệ tử rồi nó bầm tôi rồi, nó mới là khó lắm á.
nên cái luật tối thiểu là đi xe một đứa hai đứa lên, còn nếu mà có một đứa thì con gán đi bộ nghe con. Hai cái luật tối thiểu vậy á, phải có ba người mới lên chiếc xe của sư phụ. Cứ làm vậy đó. Rồi sư phụ ngồi cũng vậy, sư phụ vô đây mà có một đứa mà tới, sư phụ không bao giờ mở cửa. Mấy con thấy cái đó không? Trên chiếc bao bì cũng vậy, phải trên ba đứa mới vô. Vô phòng viện miên thao cũng vậy, cái gì cũng phải ít nhất là ba đứa. Để ăn cũng vậy. Còn chứ hộ không có à, bao giờ nhắn tin riêng một đứa, ít lắm. Nhắn lên group mà. Người thu là của pháp lịch, của đại đồng, của cả thế giới. Không phải chỉ riêng của nước Việt. Thôi mà có chuyện gì á, là cả nước Mỹ, Âu Châu nó cũng mệt. Tại vì một thiên tử xuống trần này lo cho có quả đi cầu thôi. Cái chân mệt đó nè. Nên thường thuộc nói là đồng bộ á. Nước Việt mình là chiếc xuồng con đi chung với thế giới mà. Thế giới nó bị lật ra hết. Sắp sửa thằng Do Thái á, sẽ đánh thẳng với Iran là thế chiến thứ ba nó bùng nổ. Còn Trung Cộng cỡ nào nó cũng phải đánh Đài Loan. Nó không đánh nội bộ, nó không có đẩy lửa ra, nội bộ nó cũng ung thư nó còn chết. Thà nó đánh, nó biết đánh nó thua nó cũng phải đánh. Nó biết nó sẽ bị bể đầu bể chán nhưng mà nó cũng cố được cái đảng của nó phải đánh. Nhưng mà đến lúc đó rồi, cả đảng thua trì lẫm chài, chia năm xẻ bảy. Đường nào cũng chết, đánh cũng chết, không đánh cũng chết. Mỹ họ không tin rằng là Trung Quốc dám đánh Đài Loan. Xưa giờ Trung Quốc không bao giờ dám đánh Đài Loan, tại nó phải cân nhắc đường cơ kẻ tóc. Ở trong đó Tây Tạng, Nội Mông, rồi Hồng Kông, rồi những cái nước mà nó bữa giờ nó gom ta rồi tụi Ngô Duy Nhĩ rồi đó, thì người ta cũng muốn độc lập vậy. Nó chừng rụt rịch thôi là độc lập, người ta đã đứng lên rồi. Nó đâu phải làm bầu khói đâu, nó không giống như cái bức tường nha, mà nói bằng mấy viên gạch. Còn nước Việt là một khói, nước Mỹ là một khói, nó khác. Giống như cái nhà lầu có nó mấy viên gạch thôi, nó đụng cái là mấy kia nó dở ra, nó nói lại mà. Thì ngày xưa là thời xưa là nó cũng là Tam Quốc Chí, rồi Đông Châu Liệt Quốc. Những nó đã không phải là một nước. Thì trên nói những cái gì của ngày xưa nó là sao, nó trở lại cốc khỉ, quần là cốc khỉ. Nước Tàu cũng vậy, nó phải một nước đó. Việt Nam mình là một nước, chỉ có khác tiếng nói một chút đâu phải, nhưng mà cũng vẫn là một nước. Mỹ làm gì nó cũng là một nước, còn Trung Cộng là 5-6 nước mới nhập lại. Nếu mà sư phụ là thủ tướng Netanyahu, sư phụ phải làm y chang. Những nhà chính trị mà lỗi lạc, thông minh, không bao giờ để một cái hậu. Hôm nay nó không đánh những cái khối chùm khăn, sau này nó sẽ diệt chủng nước Do Thái. Còn Do Thái diệt Hamas nhưng mà đâu có diệt hết cái khối chùm khăn. Còn có hiểu không? Mà trong khi mà thằng Do Thái là đất quốc gia của nó thật, bây giờ nó trúng nó sai, thật sự Do Thái trúng. Tại quốc gia của nó ở đó, cũng như của mình, từ ở bên bờ sông Dương Tử, Quảng Châu, Quảng Tây là của sư phụ, của nước Việt. Thằng Tàu nó lấy sau này, nếu cơ hội sư phụ cũng sẽ lấy lại. Nhưng mà đừng có cho nó lộn với dân số của mình, để từ từ nó học tiếng mình đi rồi nó mới được di cư chung với mình. Không phải nó số đông mà mình không đồng hóa nó được, mình có cách. Là thằng Do Thái bắt buộc phải làm vậy thôi, tại vì một sống một còn. Còn nếu không á, là một cái khối Ả Rập nó cả mấy chục nước, nó cứ giết Do Thái hoài sao? Thôi cũng bắt buộc vậy thôi. One way to go. Đánh để mà sinh tồn một dân tộc. Còn nếu không đánh thì mai mốt nó rộ lên nó còn dữ hơn nữa. Rồi lúc đó là một dân tộc bị diệt chủng trở lại. Nên thôi không phải là bên Do Thái mà nó làm đúng á. Chứ hồi sau này cũng là vậy thôi à.
Sư phụ thầy không lấy thằng Miên không phải là Thiên Tấn Kiệt. Hồi xưa quốc gia với sư phụ. Sư phụ không có tham nhưng mà nó là lãnh thổ của sư phụ từ thời Phù Tan á, Phù là đại đế đó, Phù có quyền lấy lại quốc gia của sư phụ. Phù là vua của nước nó, thành An Quốc là sư phụ xây. Đó là lý do sao này sư phụ nói. Mà anh muốn nói lịch sử đi. Sư phụ ở Việt Nam có hình này lắm sư phụ. Mới chục ngàn năm nay ở Nghệ An. Khi mà một cái quốc gia sắp thay đổi, một cái địa cầu thay đổi thì con thấy nhật thực quá không? Rồi từ đó ở sa mạc mà lũ lụt con thấy xe nó chạy cũng giống như nó nổi cũng giống như là lục bình vậy đó. Thì Việt Nam mình cũng vậy, hạn hán, hết hạn hán sẽ có lũ lụt để cho đói mà, cơ tận diệt mà. Bây giờ kêu đeo dấu thương năm này năm năm nay không ai tin, bây giờ có đeo cũng còn kịp á, không phải chuyện bình thường. Khi mà thay đổi, nó thay đổi chính trị, nó thay đổi đời sống và đồng thời nó thay đổi về hiện tượng nữa. Những cái dị tượng trên thế giới cũng đều thay đổi theo. Là có ông trời, có bàn tay thế giới vô hình đang hạch tội chúng ta đó, con có biết không? Mà đâu phải là thằng Nga mạnh hay là thằng Mỹ mạnh hay là Trung Cộng mạnh. Mấy cái đó là tào lao, mấy cái đó chỉ là chuyện nhỏ của thế gian này thôi. Và đồng thời sư phụ đại diện cho thiên đình và tất cả các tầng trời đang ngồi đây, không phải là người của giống như 8 tỷ người, chứ là người cõi trên. Sư phụ tiếp xúc với cõi trên, đem những tin tức trên cõi trên để nói lại cho 8 tỷ người. Mà người nào có phước thì nghe được, người nào có phước thì mày đi luôn đi. Chỉ vậy thôi. Tại vì Thượng Đế không bao giờ làm gì mà mập mờ ấy. Đường đường chánh chánh, tôi sổ số cho con tôi xuống nói chuyện luôn á. Cho 7 số tụi mày đặt á. Tụi mày không đặt thì đừng có mốt mà thành ra con ma rồi lúc đó còn án trách. Cha không có muốn ai kêu ghiếu cha có ngày. Thành ma cũng chưa ghiếu được, con biết không? Con ma đói, con ma lạnh á. Trời ơi đói quá, lạnh quá. Trời ơi sao tôi khổ quá. Đừng có than. Thằng con của cha đang ngồi đây nói chuyện 5 năm cũng khô cổ rồi. sư phụ nói là sẽ lấy lại thân kia là trong bằng cách nào, tức con hy vọng là không phải bằng chiến thắng. Ở trên thì nói sư phụ là sau này dùng tiền mua họ. Thật sự Campuchia bây giờ là của Trung Cộng, nó không phải là của Miên nữa, cả Lào cũng vậy. Giờ là nó cũng giống như Jamaica hay Hawaii ngày xưa tự động bò tới quỳ sư phụ mình nộp đó. Tại vì cái dân của nó sau này cái đời sống sẽ thấp hơn, nó muốn được hưởng những cái như người Việt hưởng thì nó phải bò tới sư phụ. Nước Việt Nam sau này không có đói mà nghèo nữa, chứ không phải dùng vũ khí trong 3 năm nữa. Dân có nói chính sư phụ rồi. Bây giờ con biết giống như Jamaica hay những nước ở Nam Mỹ á, nó muốn thành một nước mẹ, nó muốn nhập vô thành một tiểu bang của Mỹ. Mỹ đâu chịu rồi, Mỹ vô là phải ê cầu lì, ok Mỹ đen lãnh được $500 thì cái thằng ở ngoài Hawaii đảo cũng lãnh 500 rồi, y tế được không? Thì sau này tầm kia nó cũng vậy đó. Rồi những cái giờ con nhìn thấy á, những cái kỹ nghệ hai thác ở ngay vùng này đi, con có bao giờ thấy một người là người Miên làm chủ đâu? Người Việt mình không à? Tại vì cái đầu của Việt Nam cũng đã thông minh rồi. Ở đây tổng thống từ thời Bush, Clinton, Obama thời nào cũng vậy, về đây là toàn là cảm ơn người Việt. Build cái thành phố Silicon Valley này lên thành giàu có. 1/4 tổng thu nhập của nước Mỹ một năm nó làm tới 1.000 tỷ ngay cái thành phố này. Trong đó là gần 1/4 là mấy trăm 50.000 kỹ sư với những nhà lỗi lạc của Việt Nam.
đâu có những sắc danh khác đâu, bị đen cũng không có làm chủ được, mễ cũng không có, những cái đó không có. Nên cái DNA của Việt Nam mình là thuộc coi dòng giống vua thần nóng mà khôn lắm, đi đâu cũng khốn chứ. Bây giờ mà họ khởi nghiệp hay lắm, cái đầu óc khởi nghiệp của mình hay chứ không, nhưng mà cũng có cái hay nữa, hay môi móc và hay chia rẽ, hay thấy ai giàu mà là ghét đúng không, cho nên cái đó là phải sửa, sau này thua có cách trị bệnh đó là mình lấy bài học người Bắc người Nam ăn nói lưu loát, ông chữ không có, mình lấy cái bài học quốc nội quốc ngoại lưu vong 49 năm, mình lấy cái bài học bị Pháp đô hộ, mình lấy bài học xém chút xíu về Trung Cộng diệt chủng, mình lấy cái bài học là cộng sản quốc gia, hiểu không, để cho dân tộc mình thương nhau là nhờ những cái bài học đó, để cho nó đậm đà thấm thía, nó biết sợ. Rồi sau đó mình phải họp hết như hội dân học, mình thống nhất một tiếng nói, ok, tiếng Hải Phòng, tiếng Hà Nội, tiếng Sài Gòn, tiếng Cabo bỏ rồ, tiếng của sư phụ là dân miền Tây phải không, bây giờ và tiếng Huế của Hằng Nga phải không, bây giờ và tiếng Trung nữa, từ tiếng Nẩu, gom hết, gom để trên đó, rồi bắt đầu mình ứng cử, ai bầu tiếng nào là tiếng thống nhất ở ngoài top lịch á, nghĩa là vô học đường phải học tiếng đó, rồi đi những bến xe công cộng cũng phải sử dụng tiếng đó, còn những cái tiếng kia là muốn về nhà thì cứ nói, thì coi ai cái số lượng cái lá phiếu tiếng nào nhiều thì sư phụ đó là sẽ có một cái tiếng sẽ thắng. Tiếng gì? Tiếng Sài Gòn. Hay đó, tiếng Sài Gòn nghe nó đã luôn à, hay tay đất hay tiếng Sài Gòn thì ok, nếu mà xài tiếng Sài Gòn thì ra Hà Nội cũng con cũng vẫn nghe tiếng Sài Gòn đúng không, chứ không có ra Hà Nội nghe tiếng lạ được, rồi con điên Huế cũng phải nghe tiếng Sài Gòn đúng không, tại cái luật của toàn quốc mà, sau này tôi sẽ làm cái đó đầu tiên thì từ đó nó mới thống nhất, tại vì trong trường phải dạy cái đó, thầy giáo phải nói tiếng Sài Gòn ở Hà Nội, hoặc là nếu mình chọn tiếng Hà Nội đi thì ở dưới quê Cà Mau hay Kiên Giang hay là Đồng Tháp cũng phải nói tiếng Hà Nội, tức là mình phải thống nhất cái thứ tiếng mình trước rồi. Thật ra tiếng Hà Nội mới là tiếng chuẩn. Ờ, con đừng có nói vậy cũng không có đúng. Không phải, thầy sư phụ chứ về thì phải là về chứ không phải về. Thì tiếng Sài Gòn này, mà người Sài Gòn lâu năm người ta cũng nói về. Người Sài Gòn nói là người Nam, người Tây. Bây giờ con coi cái mẫu đây, bà sanh ở Sài Gòn, bà nói tiếng Sài Gòn á. Rồi giống như con Hoài, ngoài Anh á, ngoài Anh mà nói đài VTV của Việt Nam á, cũng nói tiếng Sài Gòn vậy. Cho nên mà đứa nào mà nói tiếng Sài Gòn là nó được nhiều view nhiều nhất. Chúng ta về thủ ca cũng là về chứ không phải về thì nó về mà chỗ sư phụ, cái người Sài Gòn có một cái tiếng rất là dễ thương là lúc nào cũng dạ. Người Sài Gòn á, người miền Nam á, có một cái á là anh hùng á, công tử Bạc Liêu á, lấy tiền nấu trứng nó tỏ ra mình giàu, chịu chơi không nói thì thôi, mình nói chơi quýnh là quýnh liền đó nghe, còn bác nó thượng đội hạ đạp hai khác nhau. Ví dụ đi làm ăn thì thủ đô Sài Gòn là dễ lấy lòng ngoại quốc ta tin tưởng hơn á, thì sau này là kinh tế hay là khu tài chính nó nằm ở miền Nam. Và đồng thời cái thủ đô mấy vị nói hồi lúc xưa cách đây khoảng 10 năm lúc đó đức thầy mình lúc đó sư phụ đâu có biết làm cái bài mấy vị kêu làm bán đồ Việt Nam, đầu tiên bán đồ Việt Nam đen thui à, rồi xong cái mỗi vài ba năm cái mấy vị về dạy ok rồi bữa nay Việt Nam mấy sơn lại màu xanh, sơn lại tới cái bản đồ gần đây nhất mấy vị kêu sơn màu vàng, rồi cái thủ đô thì quanh Hà Nội, hiện giờ thủ đô là Hà Nội. Cái gì nó không phải, sau này khi mà Minh Vương về thủ đô không phải Hà Nội mà là ở Sài Gòn, khoanh Sài Gòn hai dòng, cái gì nói vậy luôn. Cho nên thường nói trên mạng sau này thủ đô Sài Gòn là về Sài Gòn, còn Hà Nội cũng là một cái thủ đô hành chánh nhưng mà nó nằm gần Trung Cộng quá, không nguy hiểm, tại Trung Cộng kêu là về Hà Nội thì nó phải nghe lời thôi.
nhiều chuyện vui, nhiều chuyện cần phải thay đổi. Ví dụ như sau này, thời gian đầu mà mình chưa có lấy lời được tới sông Dương Tử đó, mỗi ngày thì phụ ra cái lệnh, mỗi ngày ăn cơm hướng về quê hương đất tổ. Mình phải dùng cái chữ quê hương đất tổ, không phải là Hà Nội, mà nó là ở bờ sông Dương Tử ngày xưa. Thì khi cái thế hệ của mình đi rồi, những cái thời con này cháu, nó cứ tiếp tục nó hướng về đó. Đến một lúc đúng một cơ hội, tại nước Việt càng ngày càng mạnh mà, thì từ đó chúng ta trở về lại quê hương đất tổ, là ở bên nước Tạo, chứ không phải bên nước Việt Nam mình nữa. Không quay một hồi, không quay quá trời luôn. Con đang nói chuyện mà cái hình quả nó mệt quá. Vậy đoan tiền không? Đó. Đúng rồi. Mấy con á phải tu theo thụ phải có chánh trí. Bữa nào nói chuyện chính trị thì mình nghe chính trị cấu ngày. Như lúc đó mà sư phụ mà không có cái máy điều chỉnh chắc cũng bị điên với mấy đại tử. Mình đang nói chuyện ngon là về em trăm thắng cử, cái tự nhiên có lứa với cho con phát biểu. Mình nói gì dạy thưa sư phụ, hôm con nằm mơ gì. Giống như mình dạy đó thì giả mộng trộn tự trên này giật xuống tay cái hồi giờ tên là cho con phát biểu. Họ tưởng gì rồi sư phụ đọc kinh giùm cho má con mới. Cái trong đầu họ có cái gì họ cũng giống như đưa hộ là cho xong chuyện cái đầu của họ. À, không có theo cái mình đang nói về cái gì không? Trời ơi, gần 5 năm nay rất là nhức đầu cái vụ này mà đâu có điều chỉnh được đâu. Tại vì khi mà nói cái đó là nó đã trước khi ra lời thì nó đã có những cái lời kế tiếp nó luôn 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 ra, tại vì nó bằng điển mà, bằng cái trí huệ bát nhã của sư phụ mà gặp mấy cái đó là nó block lại hết, hiểu không? Thì ở ngoài kia sẽ missing những cái information quan trọng, mỗi một lời sư phụ là tin tức quan trọng nó không có hiểu. Cho nên người Miên ngày xưa người ta nói sau này sẽ có một người sẽ chiếm nước Miên, để dùng danh tử bên Miên người ta đồn là có thể hiểu, bao không tin không hả? Tại vì cái mà cái phong tục đó ta sợ như vậy đó. Thì là tới ngày hôm nay rồi con làm cái hỏi Hu Sen sao, Hu Sen sau này sẽ là tội đồ của dân tộc nước mình, tại vì bán nước cho Tàu đấy. Còn bây giờ nó muốn gây hấn Việt Nam mình đó, nó đang bỏ phía cánh miền Nam xe tăng súng đạn rồi sẵn để nó tấn công đó. Miền Nam sẽ bị Miên xâm lắng, Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, đầu trâu mặt ngựa lo âu, sao vàng bản đỏ rụng đầu nại mãi. Nó có cái bài sáng của Đức Thầy cho đó. Miền Nam bị Miên xâm lắng, Bắc Trung Nam như rắn mắt đầu, sắp sửa có cái nó hiện lên, đầu trâu mặt ngựa lo âu mà. Ai là đầu trâu mặt ngựa thì không biết rồi đó. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay mai. Sao vàng bản đỏ rụng đầu nay. Còn cái là mấy vị thường dạy cho phụ mỗi tuần đó, thường họp á là ở trên về đông á, những người nào nhập định được thì ngồi nói chuyện thẳng, những người nhập định không được thì mấy chị về, mấy vị về thì dạy. Thì trong đó có những mấy bác HO đông, rồi những người tóc ký, rồi những người nghe, có sư mẫu nghe mười mấy năm nay. Cái cách thức gì vậy? Ở sau lưng nó còn có cái tấm bảng, còn lấy cái đó ra. Bữa nay vô lộn
cho chỉ luôn. Sư phụ không có gì phải giấu hết, tất cả hàng đệ tử trên thế giới cần phải biết. Cho nên sư phụ có cuốn sách dày vậy nè, những lời thật việc thật của chứ gì dạ. Không cái miếng bự á. Trời năm 1979 ở trại tù ở ngoài Bắc á, thì sau đó đó cho tới ngày mà tại trong tù là vô phương tưởng là chết, nhưng mà cái gì nó không, cái này chỉ là chịu khổ trước thời gian vài năm sẽ được thả rồi đi hải ngoại, rồi sẽ được hưởng vinh hoa phú quý, nhà lầu xe hơi rồi đẻ con ở Mỹ gì đó, thì mấy ông mới có nguồn hy vọng, mấy ông sống là nhờ cái đó đó, chứ dễ gì mà sống nổi. Thì y chang những lời ngày xưa mấy vị nói làm sao giờ chúng y chang hết. Rồi đồng thời song song trong những lúc mà tiếp cận với bờ chết đó, thì nói sau này các ngươi sẽ đi tìm một người minh dương của các ngươi, thì các ngươi là những người đích thân cầm cờ vàng ba sọc đỏ quay trở ngược trở lại, như thua trước mà thắng sau, nhưng mà phải tìm một người đó. Trời ơi, mấy ổng đi qua khắp thế giới. Tại khi ra khỏi trại tù đó là những bác mà trong cái nhóm đó nè, nhóm mà cha ấn định đó, thì một những cái bác đi qua Pháp, qua Virginia, qua Nam Cali, đi rải rác khắp hết. Rồi ở đây thì còn lúc đó còn 5-6 bác, thì cũng đến tuổi cũng mất đó, nhưng mà nó nằm trong cái hàng ngũ của cha chọn. Tới ngày hôm nay mình còn 3 người mà biểu phải đi tìm Minh Dương. Nên những clip trước sư phụ nói đó, tìm sư phụ đó, mà lúc đó sư phụ đâu có biết gì. Thì sư phụ quen sư mẫu là năm 2003 on and off, cứ tới nhà bà chơi quá mà thấy ông già tàu bạc mà không ai về núi, không lắm cái mình ngó ngó. Cái con bữa kia cái đức thầy, thầy mình cũng về, mình cũng tưởng là mình hàng cua gái của ông đầu bạc thì mình tới chơi. Cái em đức thầy nói tại lúc đó sư phụ chỉ muốn mở chùa đi tu thôi. Cái đức thầy nói tu không có được, còn mắc nghiệp nợ trần đại khái. Cái lần sau cái cũng tới cái chị là Thánh Mẫu Liễu Hạnh, chị về chị kêu á, tại mấy bác già thì đứng dây quanh đông á, mỗi mà mấy gì về là đông á, hồi xưa sĩ quan Đà Lạt không ạ, mấy ông tướng đi miền Nam Cali hội chào qua là có mấy chục ông lớn tuổi mà từ cấp tướng như ấy không ạ, trong đó có cái ông gì ta, ông Lê Minh Đảo nữa thời đó, thì sư phụ là chỉ là nhỏ đi theo ông bố già chở, ông chở xe ông về Nam Cali đứng coi. Đây có một ngày cái chị về, chị kêu á, kêu Kiệt lên trên cái ghế cao ngồi, thì ghế cao thờ vậy mà mình lên mình ngồi là bằng bàn thờ, còn mấy ông nội kia ngồi dưới sàn giống gì, ai mà dám lên, mà mình ngại hoài à, mà chơi cứ chạy về mới lên nó ngồi mà không ngồi là không được, không ngồi là cái thù cũng mắc cỡ, nó ngồi nó ném, cái nó ngồi không đúng phải lên cao ngồi. Cái thời cởi nó bị la hoài mà cũng dần như qua lại cũng cả 5-10 phút, mình không mất thời giờ, cái mình làm đúng Thánh Mẫu Liễu Hạnh dạy đi, cái mình lên cao mình ngồi, cái nó tất cả hãy nghe thánh chỉ từ thiên đình của Ngọc Hoàng Thượng Đế. Ngón Việt là con của thiên thượng, con của Ngọc Hoàng Thượng Đế, đầu xuống trần, tức là thánh chỉ nói cho phụ gì đó, đệ là em của ta, ta và đệ là con cùng một dòng, con của cha, đệ mang thân người xuống đây lưu là để mà cứu được việc kỳ này, vân vân, một đống vậy thôi còn giữ á, cái thì mình cũng quá hồn á, mình luôn chả biết cái gì luôn. Thời đó nhưng mà biết cơ thể sư phụ từ nhỏ là khác thường người thường mình, mà cái này có thánh chỉ, từ nay đệ sẽ lập một cái đạo, rồi sau này đệ sẽ là vua nước Việt, những đứa con của đệ sau này là những tài ba lỗi lạc để nối gót cha, để mà lo cho dân tộc thành cường quốc. Trời ơi, đọc một cái quả hồn hết trơn,
mấy ông già ngồi xung quanh ai nấy nhìn sư phụ bủng rủng tay chân. Cái lúc là bài sư mẫu cũng nhìn nó trội hôm nay thằng bồ tôi bữa nay đã thầy đó hoảng hồn luôn á. À cái đó là lúc thầy khởi đầu á, rồi sau mới đó thù cũng chán nha, đồ mức này thì cái giả đó. Thì qua cái đoạn đó là từ từ bắt đầu quen, chứ không có tin, tại vì kỹ sư mà dễ gì tin. Không tin cái mấy gì về kể, mẹ về kể, mỗi lần cái gì thấy năn nỉ kêu ngồi xuống nghe, nghe cũng bằng cách nhật cơ, rồi kêu mình cứ hỏi có phải là năm đó tháng đó còn bị bệnh còn bị chết không, tà cú còn á. Tức là mấy gì phải nhắc lại những cái gì á, mấy phụ rất là lì, không có tin luôn à, nhất quyết là không tin, thấy không? À, cái không tin, tự nhiên có một bữa bệnh muốn chết luôn á, bệnh bác sĩ mấy chị không có hết, hở rồi hết nha. Rồi sau cái cuối cùng cái hết bệnh thì từ đó mới khai mở cái đầu ra, bắt đầu sư phụ mới tin tâm linh là có thiệt. Tại vì kêu khánh đi hết bệnh, còn không khánh là không bệnh, chấp nhận là thái tử đi mới hết bệnh, không chấp nhận là bệnh chết luôn. Chỗ bệnh mà nằm luôn á, không có cách nào mà nổi. À, người ta nói, kệ miễn hết bệnh được rồi, thiệt giả cũng ok. Đó là qua năm đó. Rồi tới bà sư mẫu nữa, bà đâu biết bà là con của Long Dương đâu. Bà hoàn toàn không biết. Thầm ngay lúc đó thầm biết là thái tử thiệt rồi phải không? Thì lúc đầu cái mấy ông rồng về nói chuyện, thì nhờ Xích Long với Bạch Long á, thầm mới verify chỉ có thiên tử mới có rồng hộ mệnh. Cái ông rồng hiện về, ông nói chuyện luôn, gọi mấy thằng lính trong hãng á, 4 giờ sáng nó vô hãng KMT, một con rồng khổng lồ bay từ ở trong đó ra, bay vào cái building. Rồi từ đó thù mới liên lạc trực tiếp với mấy ông rồng mỗi ngày. Ô bữa nay tôi mướn này nó có tốt không? Cái Xích Long nó mướn này được, rồi mà ngày mai có nhiều đồ hợp đồng chứ không? Cái Xích Long nó được, tôi mua cái máy này em chịu được không? Tức là điều hành trong hãng vậy đó, là mỗi ngày ra nói chuyện. Thì tự nhiên có ông rồng nói chuyện mình thì chỉ có thiên tử mới có rồng. Thì nhờ Xích Long thường mới giữ lòng tin mình là thiên tử thiệt, đúng không? Cái người thường là mấy vị nói gọi rõ hơn câu, chỉ có con trời mới có rồng hộ mệnh, mà thường không có ai hết. Giờ cho tổng thống Mỹ hay tổng thống nào cũng không có luôn á. Thì thêm cái lòng tin nữa, thì lúc đó thường mới tin. Riêng bà sư mẫu, cái có ngày kia cái mấy vị về kêu á, phải đi về Phú Quốc để mà nhận lại nguồn cội của mình. Tôi cũng đâu biết gì, vừa đi về tới Phú Quốc ở đó, cái vụ rùa ở dân trại lưới tự nhiên cào dính con rùa bự như nè. Cái mình Việt Kiều vừa về, có thằng kia bán hình như đưa nó 150 đô, cái nhờ cái thằng Thành á bưng thả đi á. Câu chuyện này có kể nhiều. Thì rùa nó chạy từ đây tới chỗ đệ tử nó ngồi á, cái bà sư mẫu nó nói hey, chưa có chào với dân lội lẹ quá gì. Cái nó quay đầu lại, cái là một cái ngạc nhiên, ủa bà này bà nói chuyện mà ăn rùa bà hiểu được. Mà nó ủi ngay chân bà luôn. Cái vỏ phụp, cái nó quay đầu về cái nó bồi lội. Là mình thấy ôi trời, không lẽ mình là thiên tử mà này cũng là gì sao ta ăn rùa nó chào. Cái qua sáng ngày mai cái đi chợ Hàm Ninh, đi với mấy kia mà có thằng nó cũng lạ, vừa đi cái nó có cái nhập vô cái nó lại sư phụ chào thái tử, chào công chúa. Cái mình cũng nín thinh lạ, có chuyện gì không? Ồ, thằng là quý thừa tướng, ngày hôm qua thằng xỉn rượu cho nên bị dân chài bắt, nếu không có thái tử cứu thằng bỏ mạng rồi. Thằng đến để mà cảm ơn thái tử và công chúa. Thì lúc đó mình mới biết bà là công chúa, tại vì cái ông quy thừa tướng không nói thì nó nhập vô mà nó nói sao là sai được. Cái bà cũng công chúa gì mình cũng không biết. Rồi xong cái nói thần cũng bị Long Dương bỏ phạt vì thất trách nhiều lắm, ông nói nhiều lắm mà tôi kể lại. Cái rồi xong cái đi vô cái miếu của thủy con thánh mẫu, vừa vô miếu cái có ông kia đó, ông cầm cái viết gọi là bút điểm. Tại Việt Nam mà con dạy chơi là bị ở tàu nó bắt và nhập động thì vậy đó, không ông làm chơi bút điểm nhắm mắt vậy nè, ông để cái tờ giấy nói chuyện qua lại, nói chuyện với bà chị của sư mẫu á,
À, bà chị sư mẫu thì bà kể, thì bà đang ngồi trên núi mình. À, em là Huyền Châu công chúa, trong Ngũ Long công chúa con của Long Dương cai quản biển á, thủy cung, không có dùng chữ thủy cung. Rồi đầu tiên thì có ông thái long gì long hải lên nữa, thái thượng long hải lên vô ngồi nè. Xong đây bà kể thì nghe thôi, thượng ngồi đó. À, em đã rời xa cha mẹ 300 năm. À, 300 năm. 300 năm á, nói em đã rời xa gia đình 300 năm để lên để kết duyên cùng thái tử thiên đình. Tức là mình nghĩ cũng tức cười, bà này dưới nước mà bà mê mình mà bà lên đầu thai tới tới lui 300 năm. Bà phải canh đúng ngày đúng giờ đúng tuổi nghe, không phải bình thường mà làm vợ được đâu, phải canh đúng nhỏ hơn 10 tuổi chứ giờ bằng tuổi bà già mình làm sao, phải xấu mình chê làm sao, phải không? Ngồi đây đi, à, đại đây đi, không có ai ngồi đây. Thì lúc đó cái hỏi lại rồi hỏi qua hỏi lại thì có khoảng chừng 5-6 trang giấy. Thế mà lúc đó thì tự nhiên bà Thư Mẫu bà cũng có cảm xúc tại gần gia đình bà nè, thì nó có cái feeling đó, trời bà khóc bà hủ thì mình mới biết là thiệt, tại vì khi mình gần những người cõi trời á mình có cái feeling, Thư cũng có cái lực đó nữa. Thì bà ngồi bà khóc rồi bà nói là hai đứa em là sau này sẽ sanh ra những hài nhi xuất chúng phi thường, để mà độ chúng sanh ở cái màn tận thế này. Trời ơi, sau khi mình nhìn lại gia đình rồi ấy, bắt đầu biết bả cũng là thứ dữ không à, mình cũng ấn ớn không dám ăn hiếp nữa. Kéo đầu ba ngày sau với sư phụ với bả với mấy thằng ở đó đi trong rừng, đi chừng chút mà có cái cây bự vậy. Cái thằng đó cũng có thằng nhập vô, kỳ nãy nhập vô lộn cào cạo giống như tà thiên vậy, mà thằng này bình thường đâu biết võ nghệ gì đâu. Rồi cái lại sư phụ, à, thần là thọ thần, thần ở đây biết ngày này giờ này thái tử đi ngang cái nơi này để giải cứu thần, thần đã chờ 3.000 năm rồi. Trời ơi, mình mới có lúc đó thụ mới như 4 tuổi mà mình đã nói trời ông ơi xiên với 3.000 năm á, mình có nghe lộn không? Mà nó đông người lắm, cả chục người đứng mà nó lăn lăn lộn lại mọp đầu mà lại mạnh lắm, nghe lại mà không biết đau, bùm bùm xuống đất vậy đó. Ừ mà mai không có cục đá thì chắc nó cũng chảy máu tại đất. Thần ở đây chờ 3.000 năm để chờ ngày giải cứu, à, giờ tôi đâu có làm gì được. Cái con đò cái ông cười như là chỉ cái tay, cái là nắm cái tay của thụ á, lợi cái cây á ịnh vô, thụ vừa ịnh vô cái cây á, trời ơi ông mừng ông nhảy cầu cào tạ ơn thái tử đã cho thần, đã ấn cho thần. Thì từ đó thụ mới biết cái bàn tay thụ là cái ngọc ấn á, cho nên từ đó thụ chỉ bệnh được. Những cái tay thụ mà ịnh lên cái nhà nào nhà đó rất là hên á, cái này là cái ấn á. Còn cái ấn mà sư phụ mà cái này á, bữa nay sư phụ sẽ cho đứa đệ tử cái này. Cái ấn này á là làm mấy á, nó cũng rất là màu nhiệm, không có ma quỷ vô trong nhà. Cái này cũng là ấn sư phụ, những gì sư phụ xài đều là ấn không à. Thì cái này cha chưa làm á. Thì ấn này cũng là ấn, nhưng mà ấn này nó là lợi hại. Ấn này mở được kho tàng ở núi Cấm á. Bàn tay này có chữ thập nè. Đây là có chữ vuông nè, còn đây. Thì đó ông thọ thần nhiều chuyện kỳ lắm. Rồi xong cái vài ba ngày sau cái phụ ngồi thiền ở Việt Nam 5 giờ sáng là gà nó gáy mình đâu ngủ được, cái lên ngồi thiền chỗ có vừa mở ra thấy nguyên cò hang ở thiên đình nó sáng rực à, mà mặt trời thì hướng kia. Cái phụ thấy cò hang rõ ràng hướng đông bắc là biết cha cho sư phụ thấy, tại về bển con người sư phụ nó không giống như kỹ sư ở Mỹ,
Trời ơi, nó giống như là người cõi trời á, thấy Bồ Tát, thấy đủ hết luôn, rồi thấy luôn ở cổng thiên đình nữa, đi vậy sáng rực luôn. Thì từ đó Hồ mới biết là cổng ở hướng Bắc Đông đó. Nghe là qua bển mình nghe cái đó, mấy gì giống như cho mình cái lực á, để mình biết thêm, để tạo cái lòng tin cho mình, vậy đồng thời để mà nói lời cho mọi người. Rồi chờ ban đêm á, Hồ ngồi đó cho Hồ mấy vị đi, đi mà đi trong mây á, đi qua đi lại chào rồi nữa. Rồi buổi sáng Hồ ngồi thiền, cái thường gió nó có một chiều thôi, thì mây nó cũng bay một chiều, nhưng mà không ngộ lắm. Hồ ngồi ngay giữa, Hồ thích ngồi thiền á. Hồi xưa theo mấy thầy Tây Tạng ở bên Ấn Độ là học thiền mà. Cái mây ở hướng này nó cũng lên trên đầu một cụm khổng lồ, hướng kia tự nhiên cũng lên trên đầu cụm khổng lồ, hướng thằng kia cũng lên cụm khổng lồ, hắn sao hơn cụm nữa. Trời, đóng mây trên đầu mà bốn hướng mà nó ở đầu mình. Mình tưởng nó còn trên cao khoảng chừng 500 feet hay không. Nó hạ xuống. Nó hạ đến lúc mà cái cây á, mà gần bằng cái đọt cây thu quả không. Trời ơi, chắc nó đè mình. nó thấp thấp vô nè. Thì mấy vị Bồ Tát á, người ta đi trên mây. Thì từ đó sư phụ mới bắt đầu mới khai mở cái trí tuệ của cõi trời ra một chút. Ngộ lắm, đúng giờ đúng ngày á, tự động nó giống như lập trình vậy, con hiểu không? Mấy cái này người thường khó hiểu lắm, mà làm thiên tử á, là nó có mấy gì chỉ cho cái thần thông và cho cái lực đúng để mình xài thôi, cho nhiều quá cũng không được. Cái ngày hôm nay cũng vậy, mấy gì cho hộ bảy dòng hộ an để mà hộ thể. Tại những cái thế lực ma của Trung Cộng nó biết hộ mà. Bà nó có thể đánh thù chắc mấy người thường nó có thể bị, không hiểu không? Nên cuộc đời của thiên tử rất là ngộ lắm. Mấy đứa đệ tử này gần này lo lo ngồi thầy trò dưới đây nè, nhìn đã đánh gòn, nhìn cái hồ á, hồ kể cái chuyện tụi nó ngạc nhiên. Đứa nào khôn á, mỗi lần tụi mở miệng á, bỏ điện thoại lên đi, thì nó không có mắt. Còn thí dụ thù không có nói gì á, thì xóa đâu có gì đâu. Mỗi lần lời thù nói là toàn là chuyện ly kỳ không à. Bởi vì 513 câu có nói đó, chuyện ly kỳ ai muốn nghe không á. Chứ nó thiệt vậy là vậy thôi. Chẳng là những người mà phàm phu thế gian, người ta không có cái, không có cái, không có cái phước đó, người ta không có biết. Giống như trong kinh thánh Đức Thầy nói là năm nào giờ nào quân thần hội ngộ. Sư phụ là người trong cuộc, sư phụ biết ngày đó sư phụ hợp với mấy vị y chang luôn. Đức Thầy nói ở trong mấy cái bên Hòa Hảo mà ta hay phát ra đó, rồi đến hội Long Dân Long Hòa hội y chang luôn. Thầy hữu là người trong cuộc, sư phụ coi lại mấy cái đó so sánh là đúng luôn. Rồi bữa có bài thơ của ông gì, ông Phạm Công Tắc, ông gì nữa, ông Chiêu á, ông Ngô Minh Chiêu, ông tặng cho hữu cái bài thơ á. Năm đó ông là ông về ông tặng. Cho nên bữa hôm qua ông kia đứa nào post lên đó, cái bài thơ của Ngô Minh Chiêu viết về sư phụ. Tức là những cái gì đó ngày xưa xuống đây lập đạo để cho có một cái lực lượng để mà phò thiên tử về nước. Từ Hòa Hảo cũng vậy, Bửu Sơn Kỳ Hơn cũng vậy, hay là đạo Sư Giải Bán Khoai, hay là cả đạo Cao Đài, cả đạo Phật, thì tất cả là đều là phò cho cái ngày hôm nay để mà lập hội Long Hoa. Tại nhiên anh đạo Cao Đài đó 100 năm là tịch. Rồi bên Hòa Hảo thì Đức Thầy thờ ở Trần Già. Trần Già có nghĩa là gì? Trần Già sau này cũng là sẽ thay đổi. Nó phải có một cái dấu hiệu, và nó cũng phải có một cái gì đấng tối cao độc nhất thần là cha. Thì tất cả đều là xuồng ba lá, đều là vỏ giọt, đều là ghe tâm bản, đều là dẫn người đi vượt biên, tàu lớn đậu ở ngoài dạm á. Mà người lập đạo phải là con của Thượng Đế thì mới có hội đồng chư Phật và Thiên Long Bát Bộ.
thuộc có 18 vị A-la-hán hộ thể. Rồi tất cả, không phải chỉ riêng trái đất mình là chuyện nhỏ, 8 tỷ người là chuyện nhỏ. Chuyện lớn là mấy vị nói cái đạo này á, lên túc trên trời là 36 tầng trời. Người sống là đạo này, chết cũng là dẫn đạo này. Người sống không phải đạo này, chết cũng có thể vô đạo này bằng cái dòng linh về núi. Cho nên nó không phải chỉ riêng cho người mình đâu, không. Người mình chỉ là một cái dở màn thôi. Nó cũng giống như bây giờ á, là giống như cờ hơi Phúc Long, nó chỉ có cái tên thôi, mà khi cái tên đi người ta buông vậy đó. Thì cái thiên tâm ở trên cõi vô vi nó cũng là một cái đạo cho những người cõi tiên, cũng phải đạo thiên tâm nữa. Ở trên trời ma quỷ nó có đạo khác, trên trời nó cũng có nhiều đạo lắm đó. Chứ không phải trên trời chỉ là ấy đâu, tại nó nhiều tầng trời mà. Nãy giờ bữa nay giống ngày thứ bảy quá ta, nó chuyện vui quá, trầm trọng. Vui mà con hay hỏi là xẹt làm cho hụt mất ý mà. À, má nói chuyện đại tử hay là hay xẹt. Để cho hụt nói xong thì con hỏi. Thì giờ hụt nói xong đó con hỏi đi. Sao? Mẹ nó mới bịt tay tặng đồ đâu vậy. Hội Anh Tài, hội Long Hoa, hội Thiên Việt sẽ thành lập trên nước Việt. Thiên Việt là phải thành lập nước Việt. Tại miền Nam, có thể ở Cần Thơ. Tại cho mấy bác già ở núi Cấm đi chơi cho dễ, Sài Gòn thì đi mấy tiếng hơi khó. Tại sư phụ là người chọn mà, phong thần là sư phụ là người phong thần mà. Người chọn đâu Cần Thơ cũng thành phố đó. Sài Gòn được gom về phải không? Hay chơi với mấy bô lão miền Tây rồi lên cho dễ. Lên Sài Gòn phải tốn tiền khách sạn cái này nọ, bất tiện. Nhưng mà lựa gì đó tiện nghi. Thôi chọn Cần Thơ. Còn chọn núi Cấm á, thì người ta sẽ nghĩ là ồ, cái này là heo linh thiêng, đúng. Nhưng mà Cần Thơ với Long Xuyên gần nhau có gì đâu, nó tiện nghi thôi. Mình theo thời đại văn minh mà trong kinh cũng có nói, sau này hội Long Hoa sẽ lập ở Cần Thơ mà. Ừ. Không biết hả? Sư phụ là người chọn bây giờ cũng nghĩ cũng đúng. Ủa sao đứa này hay ta? Thời xưa mà ổng còn biết Cần Thơ có khách sạn, rồi thành phố lớn, nhà hàng đồ nhiều. Sài Gòn xuống cũng dễ, rồi tiếng lớn rồi đó. Bây giờ con chợ Long Xuyên nhỏ xíu rồi sao tiện nghi làm trăm người mà. Ôi cả thế giới 6 triệu người về hả con? Sài Gòn này nó hơi lõm một chút, tại vì ở ngoài đó đủ loại đạo, đủ loại người phải không? Người ta có hiểu gần Cần Thơ đó là người mình không? Người hiểu về đạo không? Thì Cao Đài cũng gom về, Phật cũng gom về Cần Thơ. Họ lập hội Long Hoa. Tây Đô hả? Cần Thơ gạo trắng nước trong, ai đi đến đó lòng không muốn về. Trời, câu này hay ta, nhỏ này biết ta. Ở nhỏ này qua Mỹ Long mà biết thơ cũng giỏi. Đây nó là nhà thơ mà. Cho nên giờ nó là cánh tay phải của sư phụ. Cái cương lĩnh của Thiên Việt đó là nó làm. Sư đâu có biết chữ nghĩa nhiều, không biết, nhưng mà chánh tả nó sửa. Người này nọ Thiên Việt á, bữa cho bộ đọc á, nên trong người thì giữ những mấy cái môn quan trọng. Đọc đại nam nhất thẩm chỉ thôi, quá hiểu. Cho nên mai mốt mà sư phụ có được nữ thư ký nào giỏi nữa, sư phụ sẽ lại ốp nữ thư ký này. Chà nói cho nó ghê. Chứ xưa có ngàn nó đâu có giỏi bằng hả?
Ông muốn nói rồi. Tài dân lớn lên Mỹ. Từ nhỏ, nhỏ kia qua đây có 10 năm. Con cá là biết nó không có phải, nó hiền. Nhỏ để hiền như cục đất. Ai chửi hay nói nó cười hề. Không có gây hấn ai. Theo hộ là như vậy. Thì ở trên có nói những người bên cạnh cho hộ phải có cái phong cách. Tại vì một người gần mà không có phong cách cũng ảnh hưởng cái tiếng của hộ. Cái gì kêu chọn. Thì phải có học tiếng Mỹ giỏi, tiếng Việt giỏi. Và cũng không có hay ra đường phải sân si, không có sân si với ai. Nó cái kiểu quá nên làm nhiều người hiểu lầm. Nó làm thế là hiểu thiệt không bị làm như là phải đọc lại bài này, cái nhỏ này phải đọc bài này. Ta có tình yêu rất đượm vừa là phải học thuộc lòng, có thuộc bài này không đọc giùm mấy, đọc giùm mấy. Ta có tình yêu rất đượm nồng. Sao nữa? Yêu người yêu lạnh cả non sông. Sao nữa? Tình yêu trang chứa trong hoàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì hãy say tâm chuyển chiều, thì trong tâm hướng về phụng sự nhân loại sẽ gặp tình ta trong khó yêu. Hay đó ta, trời ơi hay đó ta, không biết ngỡ thuộc lắm nè. Không mà thuộc lòng mà có thực hành được không ta? Hai cái nhau nha. Căng á. Thầy biết lâu rồi sư phụ. Biết lâu hả? Trời, mày. Ôi, đúng vậy. Chứ giờ không lẽ đem bẫy bên cạnh bẫy đâu có làm được mấy chuyện đó. Không, chỉ biết niệm Phật. Đi về miền Nam Cali á, thì lo cho mấy bác hồ, bữa tiệc cả trăm người bác hồ lớn tuổi cái này không? Thì phải có nữa đi ra bưng trà bưng nước rồi thế này nọ đúng không, đi họp hành hoài, thụ đi gặp các cô nhiều lắm ở đây rồi mấy tiểu bạn kia, thì phải đứa nhỏ nhỏ nó có sức, sư phụ đã già yếu thì mấy đứa này nó ngủ đêm 2 tiếng thì cũng được, làm việc cho thiên đình, cho thiên tâm, không phải là khỏe đâu, có sức nữa tụi có, nhưng mà tụi nó vui, nó không biết mệt. Người ngồi nhiều lúc dù nói chuyện nó lâu rồi nó ngồi ngáp ngáp gục gục vậy đó, rồi tối về vô tụi nó khi vô khách sạn ngủ chừng năm không đủ chưa tới 5 tiếng, mỗi lần đi thua là không bao giờ ngủ được 5 tiếng, hôm ngủ là được 2 tiếng mà giờ ngồi đây à, không mà bị miên tháo là tới 12 giờ về tới nhà rồi tới 2 giờ mới ngủ. 5 giờ là thức dậy rồi ngủ được 3 tiếng, người đi làm tới giờ luôn. Người thường ngủ ngày 3-4 tiếng rồi. Sư phụ với Tổng thống Trump giống nhau ngày ngủ có mấy tiếng à? Lo việc đại sự không? Ổng không biết thiền, cho nên ổng bị mất sức. Ổng phải cần ăn đồ bổ. Còn sư phụ không có ngủ, nhưng mà sư phụ trừ khi ví dụ như 1 tiếng nữa gặp khách thì vừa bấm điện thoại là 50 phút ngồi thiền. Trong hãng cũng ngồi thiền được. Họ dùng cái thiền để mà thay đổi cái ngủ. Chỉ có cái mình không có ngủ á, là biến ăn. Nhớ hôm sáng dậy thì chưa ăn cơm á, chưa ăn lunch á. Thế nên được cái bịch bánh này, nãy giờ nói được mấy câu nó quay được nãy giờ tiếng. Là nhờ mấy cái cookie. Thôi chưa ăn lunch á. Thiệt mà. Chị travel cũng vậy thôi, giờ ăn uống đâu có. Nhiều khi mệt quá về khách sạn vừa nằm xuống chết mình đói. Trong khách sạn đâu có gì không? Có những khách sạn nó không có gọi đồ ăn đưa lên nữa, mà có gọi còn 2 tiếng vừa có nữa. Rồi chịu đói luôn. Nó đâu có tiệm đâu mở.
mấy tử có gì hỏi không? Những nhà trí thức đang ngồi phía sau rồi. Hỏi đi. À, tử này hỏi phát nè. Thầy khui đề tài đi để cho mấy người này nghe. Ok, con nhớ nhiều, con hỏi nhiều cũng không có những hỏi đi. Dạ. Theo như sư phụ nói thì chuẩn bị. Nhưng mà Việt Nam mới có biết thôi, tức là Việt Nam sẽ biết sư phụ. Nhưng mà con muốn hỏi là thế giới sẽ biết sư phụ lúc nào? Thành ra con nói trong câu của ngài Sĩ Hảo Phai đó, ngủ ngủ mới lên ngôi chánh đàng, có phải năm đó thì thế giới biết sư phụ không? Cái ngài mà trong sân cơ nói là sau này là có câu gì tất cả về chầu thánh quân á, khi mà dù có cái thai đồ, người có thai đồ lời nói là đinh đóng cột, bất chi bất dịch, không có nói đùa. Bây giờ mình nói trên này có những người người tưởng nó thụ là ham danh ham lợi hay là mơ tưởng là nói, nhưng mà thụ là nguyên thủ quốc gia không thể nào nói đùa được. Và đồng thời cha mẹ và các vị Bồ Tát, những vị theo hộ sư phụ cả 5-7 nghìn người, họ không phải đầu thai chỉ riêng người Việt nha, họ đầu thai nằm ở trong khối Hồi giáo, họ đầu thai nằm trong Liên Hợp Quốc, họ đầu thai nằm trong NATO, họ đầu thai nằm trong Quốc hội Mỹ, họ đầu thai làm bên cạnh ông Trump nữa. Nhưng mà cái a lợi gia thức của họ là phục vụ sư phụ. Đến lúc mà sư phụ xuất hiện thì họ sẽ hai cái làn sóng nó sẽ pick up với nhau. Thì sư phụ tuyên bố ta là reincarnation từ 2000 năm về trước, con của thiên thượng. À, thì lúc đó họ cũng lững lững, nhưng mà họ cũng phải gửi những nhà, nên nhớ những nhà chính trị lớn đều có những nhà thần học và tâm lý học. Cả bên kia đừng có tưởng không gì đoan, công giáo vua gì đoan luôn á, thiệt á. Cho nên nó có mấy cái chuyện mà mấy ông cha làm phép cái này nọ đó, thì họ cũng dùng những cái đó để mà verify sư phụ. Cũng giống hiện giờ nước Việt có những người biết về tâm linh đó, họ hoặc ở đây mấy con thường thấy đó, mấy người mà có linh căn nó lên đây là khóc, gặp sư phụ mừng quá khóc đó. Ở bên Houston cũng vậy, mấy người có linh căn gặp sư phụ cái là ngã là khóc đạch đó. Là họ thấy bảy dòng hồn vàng, họ biết được cái chân cái người thiệt của sư phụ á là như vậy, mặc áo vét. Nhưng mà cái thằng thiên tử lúc nào cũng mặc áo lông bào á, sư phụ mà nhắm mắt là nó bước ra liền á, thì cái người kia nhìn thấy thằng thiên tử thì người ta tin. Nhưng mà mắt con ấy đâu có thấy đâu, sư phụ ngồi thiền là sư phụ bước đi vào gờ rồi đầu mày đứa, thì nó là thiệt là thiệt. Thì khi sư phụ tuyên bố như vậy vài ba lần vậy đó, rồi mở mấy buổi tiệc, thì con nghĩ chỉ cần lựa những nguyên thủ quốc gia thôi, thì con nghĩ cái đạo mình nó thống nhất lẹ. Tại vì họ cũng đang mong thần của họ trở lại, cả phi châu nữa. Đạo Thiên Tâm bây giờ loan ra tới phi châu rồi đó. Sư phụ có một đệ tử bây giờ mang dấu Thiên Tâm bữa qua phi châu á, loan truyền qua tới bản này. Chút sư phụ nói tên nhưng mà không có quay trên này được, hôm nay lợi hại lắm á. Ừ. Rồi bên Hồi giáo họ cũng đang tìm Mohammed của họ trở lại, đấy cũng là vậy luôn. Sư phụ đóng hai vai đó. Rồi bên Cao Đài cũng đang tìm, rồi bên tức là đạo nào cũng tìm, mà cuối cùng rồi chỉ có một người là đây. Thì lúc đó họ sẽ nghĩ làm sao? Còn họ nói họ nếu mà kinh điển của họ đã lưu truyền cả nghìn năm mà không có vị nào xuất hiện hết, thì kinh điển của họ thành ra cuốn tiểu thuyết sao? Thì tất cả mọi thứ cuối cùng thụ nguyên một bức tranh bự như nè, thụ là một cái con cái cây cái công phu sồ, cuối cùng bỏ vô một cái là bức tranh rõ hết, quốc gia nào cũng là đúng hết. Một người chúa sư tái lòng đi lại, còn bên Tây Tạng là mẹ cha đã cũng đúng luôn, bên Tây Tạng thời vụ là đúng, hình thằng thanh niên trẻ đẹp trai. Còn Di Lạc ở bên Tàu không cũng bự đây. Nó cũng là cái tên, cái hình tượng thôi, không hiểu không? Sau này Đức Thầy sẽ giải thích cho đó. Mà bây giờ, thí dụ như nước Việt mình có sư phụ làm gần gần vậy, nó ngược lại bên Thái Lan hiện bây giờ cũng là đang có những người mà support,
những người nhảy dù xuống, họ cũng là những gì họ pháp cho hội thời nay. Họ cũng đang gần mấy cái chuyện mà tận thế rồi, sẽ có một người lỗi lạc đứng lên thế này thế nọ vậy đó. Nước nào bây giờ cả thế giới đều là như vậy hết. Trong đạo Hồi cũng vậy, môn giáo cũng vậy. Ông Bồ Tự nó kêu quá, thôi mình nghĩ là phụ dạy con. Con buồn quá, ảnh mày hoài, tiểu quá nổi. Thằng Nga, con mới tới.